nhà có một anh trai, bạn cũng vui đây là bạn ấy đến và bạn ấy thấy những người kém may mắn hơn những này thì bạn ấy muốn là cái bộ tóc này bạn ấy hiến đúng nơi, nên là chị đã liên kết với cả salon tóc của em và muốn là đến đây để cho bạn ấy được trực tiếp. Trên đây là cái giấy gọi là giấy chứng nhận hiến tóc vậy ạ, và mạng lưới ung thư vú Việt Nam vậy ạ. Cái việc này bọn em vẫn phải làm, bởi vì làm những cái việc về xã hội, về thiện nguyện này nó cần sự minh bạch rõ ràng. Chị cảm ơn em. Tóc của chị là bao lâu rồi chị chưa làm gì ạ? 7-8 năm chưa làm gì. Dạ đẹp ạ. Còn phần hai bên mai này thì đây này, phần này này chị này. Đi ra đi đâu cắt ấy, chị bảo tôi để lại phần này.